sẽ dí cho các bạn chạy tuột cả quần. Ai vô, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Nhưng là quay dừng là Supreme Movie Quang. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Cineblog. Là tôi, là sau đây. Trời đất ơi, anh em ơi, mấy bữa nay tôi thấy cái con gì đâu mà hả, Green Max sắc gì ở trên mạng đó anh em. Không biết nguồn gốc từ đâu mà nó nổi quá trời nổi luôn mới đi. Thì tôi đã từng chơi một cái tựa game về cái con này ở trên Roblox cùng với Ruby. Thì cái game này là cốt truyện về cái con đó, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu là nó là cái gì á anh em. Nên là anh em nào rủ lòng thương thương tình thì anh em giải thích dưới giúp tôi con này là con gì mà sao mấy nó nổi dữ vậy mini. Ấy vô tình ai đi vòng vòng ở trên cái kho thư viện game của Roblox thì cũng tìm được cái tựa game này. Tựa game này có tên là Grim Max Horror hay còn gọi là kinh dị á anh em. Các bạn xuống dưới phần mô tả lấy cái link ấn vào và chơi cùng lôi nha. Đâu đó, nhưng mà trước khi bắt đầu, nếu như bạn nào lỡ đi ngang qua đá té đập mặt vào bên này, bạn đừng quên để lại một like, một xem, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube của C Roblox. Bởi vì video đó rất là miễn phí và rất nhanh nhận được các bạn, nhưng nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để tôi có thể làm bao nhiêu video hay hơn cho các bạn sắp đến nha các bạn ơi. Và nếu như bạn nào có bất kỳ tựa game hay bất kỳ thử thách nào trong Roblox các bạn muốn đề ra cho Ro, đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn. Còn bây giờ chúc các bạn một trải nghiệm coi video vui vẻ. Let's go. Rồi anh em ơi, mới vô nhìn game này tôi biết game này giống game gì luôn em mà. Cái game này nó na ná game Call of Duty nè anh em, có màu hoặc bay lên thiên đường. Thì bây giờ chúng ta cần phải đi thu thập 12 cái ly nước. Nước này như là nước rim mắt sắc phải không? Tôi cũng biết là ly nước này có gì, nhưng mà mấy bữa nay tôi thấy anh em là toàn làm mấy game kinh dị về cái ly nước này ở trên Roblox thôi. Nên là anh em nào biết cái nguồn gốc của nó đừng quên để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nha anh em. Rồi bây giờ ở đây là chúng ta sẽ có một cái đèn pin như thế này anh em ha. Cửa ơi, mở ra cửa ơi. À đây rồi, cửa mở ra rồi. Được rồi, vậy là bây giờ phim ship là phim chạy anh em ạ. Được rồi. Vậy là bây giờ là chúng ta sẽ đi tìm những ly nước anh em ạ. Đây, những ly nước như thế này đúng không? Ui ôi. Tôi nghe một cái tiếng đùng, không biết ông nào gõ cửa mà gõ cửa dữ vậy mới đi. Hello, nhà xe. Ở đây nó có một cái chìa khóa màu vàng ở đây mà. Vậy là mình phải tìm một cái chìa khóa màu vàng để mình mở cánh cửa nè. Mà sao có cái tiếng gì ở đây ta? Oh shit man. Oh my god. Ủa, con đó là con Green Max hả anh em? Ôi ôi, sao con Green Max này phiên bản mập thịt vậy? Ôi sao phiên bản mập thù lù vậy ba? Ôi trời ơi, con này ăn nhiều quá không vừa giảm cân, bây giờ nó mập lắm luôn rồi anh em ơi, quái trưởng. Mà game này đèn pin lại quay theo cái tay của tôi nên mà quái trưởng thiệt. Đây rồi, đường thoát ở đây anh em ơi, nhưng mà hiện tại mình đang chưa có thể thoát được. Cái gì đây? Ly nước rồi anh em. What the hell? Tôi chỉ muốn lấy ly nước con cái thôi mà sao tự nhiên tôi đi vô đâu luôn rồi vậy? Đụng ly nước con cái rồi chuyển sinh qua giới khác luôn mà. Gì vậy? Oh my god. Cái thế giới này nó cứ có màu hồng hồng tím tím nhìn đáng sợ vãi anh em ơi. Đèn pin của tôi vô tác dụng luôn rồi. Bởi vì đèn pin có tác dụng là chiếu sáng, mà trong thế giới này sáng quá đâu chiếu sáng được gì đâu má. Nhân xe ô. Ôi sao trong thế giới này có mình tôi vậy? Hình như đường ra đây đúng không anh em? Không. Không phải đây ơi, cái này đi vô một cái đường khác không ra được. Này người ta gọi là ngu nè anh em, này người ta là ngu nè. Trời đất ơi, nhìn thấy ly nước phát sáng là nghi rồi. Bấm vô làm gì cô, mày đụng vô làm gì cô? Rồi xong luôn, giờ sao ra ní? Giờ sao ra mày ní? Oh my god. Có màu đỏ đây. Ủa như chỗ này là cái chỗ để mình vô mà đúng không? Tôi ra được rồi. Oh my god, tôi cứ tưởng là tôi bị nhốt ở trong đó suốt cuộc đời còn lại của mình rồi đây bơi quái chừng thì sợ quá. Ê, con chỗ này chỗ nào đấy? Một cái chìa khóa màu xanh lá và ý tôi định nói là một ly nước đi mà tự nhiên trong hoàn cảnh tôi quên mất cái chữ đó nó làm sao mới đi. Shit, tôi nghe tiếng của nó nè em ơi. Nhớ xíu. Ủa trời, nó không giết tôi nè mà. Ôi Red Key. Đây rồi, Red Key. Rồi, mình đã kiếm được hai cái chìa khóa rồi. Mà tôi không biết hai chìa khóa này mở gì đây. Hiện tại tôi đang cần một cái chìa khóa màu vàng. Anh trai, từ từ, anh trai. Có gì từ từ nói anh trai ơi. Đây, một ly nước nữa. Rồi. Ở đây mình mới lấy được cái Red Key nè anh em. Rồi, ok. Đi vòng vòng nãy giờ cũng được cả chục phút rồi. Tôi đã lụm được tận 3 ly trên 12 ly nè mà. Nhiều giá mang à. Chỗ này là chỗ này có một ly nước nữa nè. Ê, bấm vô ly này là mình sẽ đi qua thế giới khác đúng không anh em? Không, ly này bấm vô không được. Cái này là mật khẩu à, 2.hỏi.than. Hình như đó mật khẩu anh em. Ok, bây giờ mình phải nhớ nha, số 2 đầu tiên đây mà. Bây giờ mình phải nhớ. Ôi sao ông này đứng đây cúi xuống nhìn ghê quá vậy này. Ui ôi, ông biến mất rồi. Ui ôi, tôi vừa mới gặp hồn ma quá trước. Oh shit bro, no bro. Oh my god.
Ok. Ui rồi. Ai tôi quay về cho từ đầu anh em, tôi quay về từ đầu rồi. Cái này là chỗ boss bắt tò à. Cái này cửa chấm hỏi nè. Rồi trước tiên mình cứ đi thu thập hết mấy cái chìa khóa chứ anh em ơi. 4 trên 12 rồi anh em. Ơi mà như thấy càng ngày nó càng tối hay gì vậy mấy ní? Hình như càng ngày càng tối phải không ta? À đây đây, cửa màu xanh lá. Đây rồi, một ly nước. À đây rồi, chìa khóa màu vàng. Được rồi, cái chìa khóa màu vàng. À ủa. Ơ đù, chỗ đây có đường lên nè. Hello. Moshi moshi. Ở đây mình sẽ có một cái này. Ồ, ở trong đó là có một màu đen phòng số 2. À 22 anh em ạ, 22 rồi, mật khẩu chúng ta là 22. Rồi cái này làm sao để mở khóa vô đây? Ở đây là chìa khóa màu đỏ nè. Ok. Ok, cái này là gì đây? Blue key. Ok, blue key là chìa khóa màu xanh. Cái khóe nào tôi vẫn nhìn nó ra màu tím nhỉ. Hơi khó hiểu ta. Ok, 8 trên 12 rồi anh em. 4 chìa khóa rồi, 4 chìa khóa rồi. À, chỗ của chúng ta hiện tại đang ở là chỗ nào ta? Cái phòng màu vàng nằm ở đây. Ok, cái phòng màu đỏ nằm ở đây. À hồi nãy mình đi vô trong đây, sau đó mình sẽ lên trên đây. Ở trên đây là cái ống cống nè. Thì ống cống mình có thể đi ra được cái phòng ở ngoài đây. Ở đây thì mình có thể đi qua được cái phòng gì đây? Ừ, nói chung là tôi nhìn tôi cũng không hiểu nữa thôi. Mình đi theo cảm tính đi mới đi. Chứ à, tôi đọc cái đó xong tôi lú luôn em. Tôi đọc cái xong tôi khờ luôn má. Rồi ở đây là có một cái đường ra nè. À, đường ra này ra phòng nào tôi không có biết. Mà tôi biết là giờ tôi nhảy xuống là tôi đi nè. Tôi biết là giờ tôi nhảy xuống là tôi đi nè. Oh shit. Cửa màu vàng, cửa màu vàng, cửa màu vàng. Vô. Rồi sao mày bắt được tao? Sao mày bắt được hả con trai? How can you bắt me? Ok. Ok, bây giờ là mình cần phải đi tìm đến cái cửa màu hồng với cái cửa màu xanh anh em. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi cần lên coi bản đồ má. Oh my god. Đây giờ anh em biết không? Tôi đi tôi không có tìm được cửa màu hồng với cửa màu xanh anh em ạ. Nên là bây giờ mình phải lên đây để mình kiếm được một cái cửa màu hồng với cửa màu xanh nó nằm ở đâu. Ok, bây giờ mình đi ra đây, mình nhảy xuống đây là cái phòng màu hồng nằm ở đây. Rồi ok, phòng màu xanh nằm ở đâu đây? Oh, phòng màu xanh nằm ngay gần phòng màu xanh lá. Ok ok ok, giờ được ăn cả ngã về không nè anh em. Bây giờ được ăn cả ngã về không nè. Bây giờ cái cửa đó mà lỡ là cái cửa màu tím thì là thấy bà tôi không gì hết trơn á. Màu xanh đi. Yes! Yes, that's right. Ok. Hai ly nước nữa anh em ơi. Được rồi, tiếp theo là cổng màu hồng, cửa màu hồng. Cửa màu hồng thì chúng ta nhảy đây, chúng ta đi thẳng qua bên bên phải. À không, cái đồ cửa gà má. Ê. Đồ cửa gà má chứ không phải là cửa màu hồng. Cái cửa màu hồng nằm đâu ơi? Ôi, anh em mình là một gia đình mà phải không bạn ơi? Ai gia đình với mày? Ai gia đình với mày? Không ai gia đình mày hết. Bây giờ là tiếp theo chúng ta cần phải đi tìm cửa màu hồng anh em ạ. À. Ui, cửa màu hồng nằm chỗ quét nào nhỉ? Rồi hình như càng ngày càng tối anh em ạ. Cứ lấy được, mở được nhiều cửa nó sẽ càng tối đi hay gì á. Ôi, hình như thấy được cửa màu hồng rồi. Đây, đúng không? Đây đúng không? Nhớ sơ. Ok, còn một chìa khóa nữa. Bây giờ cái chìa khóa cuối cùng nó chỉ nằm ở cái ly nước mà hồi nãy mà tôi bấm vô xong rồi cái tôi bị dịch chuyển qua một chìa không gian khác thôi các bạn ạ. À. Chỉ còn là ly nước đó thôi. Đây, bấm vô đây phải không? Đi theo. Ôi, có bạn rồi, có đồng môn. Chìa khóa đâu bạn ơi? Mình dẫn tôi đi với. Ôi trời ơi, ông cũng không biết đường à. À đây rồi. Ông này nhìn có vẻ uy tín hơn này các bạn ạ. À. Ông này nhìn có vẻ uy tín hơn này. Đây, ông này nhìn có vẻ uy tín hơn này. Để tôi đi theo ông này. Ôi bạn ơi, đừng nói trong đây tổ đội của chúng ta là 4 thằng không biết đường luôn nhé. Thằng nào đi trước đi. Thằng nào đi trước dẫn đường đi, đúng rồi. Ông nào đi trước dẫn đường đi. Giờ đây còn đúng duy nhất chỗ này để chúng ta có thể kiếm được chìa khóa đó, đó. Còn lại là không có chỗ nào kiếm chìa khóa nữa đâu. Tính ra là cái mê cung này rất là nhỏ. Nên mà cái mê cung này rất là nhỏ, siêu nhỏ luôn. Nhưng mà để tìm được chìa khóa là cả một quá trình lớn. Thì cái chìa khóa nó nhỏ cái mê cung má. Cái chìa khóa nó nhỏ cái mê cung nha. Ơ các bạn ơi, tôi vừa mới dùng cuốn bí kíp võ công của tôi coi anh em mà hình như là không có ở trên đây anh em ơi. Hình như là không có ở trong đây anh em ơi. Cái bí kíp võ công mang tên là YouTuber của tôi nó kêu là ở trong đây không có chìa khóa nào hết mấy ní ơi. Về. Ở trong đây nó không có ly nước nào hết. Về thôi. Ôi ly nước cuối cùng sao mà nó khó khăn thế. Oh shit, ngon sợ. À đây rồi. Ôi giời, red key. Not here. Chạy. À, chìa khóa đỏ không ở đây. Ui thôi bro. Bro. Oh shit. Đường thoát rồi, đây rồi, cái đường thoát đây rồi. Ha, à, mình lấy được một cái chìa khóa màu trắng này mà. Mình lấy được một cái chìa màu trắng. 222, ok, 3 số 2 này mà. 3 số 2. Rồi ok, mình được một win rồi, nhưng mà mình lấy được một cái chìa khóa màu trắng. You escape. Ok, you escape me, Basigo.
Congratulations, ok. But you are not free. Ha, à, mình đã giải cứu được cho đứa nào rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa được tự do anh em ạ. You are not free rồi, biết rồi, cho mình chơi tiếp đi bạn. Cho mình đi tiếp đi. Happy birthday. Tôi nhớ không lộn thì cái câu chuyện của Ruby đã từng chơi tôi là happy birthday như là sinh nhật của con Remastered này đúng không? Chìa khóa màu trắng, hình như là chìa khóa màu trắng là mình sẽ để đây phải không? Chìa khóa màu trắng là mình sẽ mở được cái cửa này. Ơi. Ê khoan, hình như bây giờ phải đi tìm từ đầu hay gì vậy? Ôi, đúng bà nói rồi em ơi, phải đi tìm lại từ đầu rồi. Trời, đậu xanh rau muống nhà nó thiệt chứ. Biết vậy nãy cầm chìa khóa màu trắng đi mở cửa phòng trước rồi anh em ơi. Cay thế à. Ê khoan, hình như là chìa khóa mỗi màn không giống nhau anh em à. Chìa khóa mỗi màn mỗi không giống nhau hay gì ấy. Tức là mỗi lần chơi xong là phải đi tìm lại chìa khóa từ đầu anh em à, là nó sẽ thay đổi vị trí của những cái chìa khóa. Why? Đây rồi, úi trời ơi, tôi tìm lại được rồi anh em ơi. Được rồi, bây giờ là mình chỉ cần đi, mình mở cái cổng chạy thoát kia, rồi mình lấy cái chìa khóa màu trắng để mình mở cái cửa màu trắng là được rồi anh em ạ. Nhưng mà quan trọng là bây giờ cái cửa để chạy thoát phải nằm ở đâu vậy mini? Thấy bà tôi quên mất rồi anh em. Chạy ở đây, ok. Đây, theo như bản đồ chúng ta chỉ cần đi lên trên đây. Ok, để tới cuối đường. Đây rồi. Đây rồi, chìa khóa màu trắng. Yes, ok, mình có một chìa khóa màu trắng rồi. Bây giờ về mở cửa màu trắng là ổn áp rồi anh em ơi. Được rồi, mở chìa khóa trắng. Đây rồi, trong này có cái gì? Ôi, trong này có một cái cửa gì nữa vậy? Oh shit, hello bro. Who are you? Ủa, đi vô đây làm gì vậy? Hello. Watashiwa thiên tân lịch sự. Ế? Ủa, bảo nó chỉ đang gặp con đấy thôi à, con đấy là gì vậy? Ui dồi ôi, tốn thời gian của tôi rồi. Còn trong đây là gì đây? Boss Battle Fight, Boss Battle à, gì đây? No hard mod isn't gone, Roblox keep fucking it down because there thing is a bubble system with it is not for now, Boss Fight. Ồ, hình như này là vô đánh boss đúng không ta? Rồi, tele boss tin rồi, từ, có mình tôi đánh được không ta? Có mình tôi đánh được không nhỉ? Đây rồi. Đây rồi. Ủa gì vậy? You seem to think you can escape. Well, let's just say you have a few more challenge. Gì vậy? Ê, đừng nói phải bắt cua nha má. Ê, đừng nói phải bắt cua nha. Oh shit, hình như phải bắt cua đánh con này đây mà. Ôi. À không cần bắt cua. À là ra quýnh con Remastered thôi, nhưng mà làm sao ra? Hình như phải quăng mấy cục này vào con Remastered để cho nó nổ cái gì nè. Mà nó làm sao? Adu. Bây giờ ra sao? Ủa, anh nhớ này là game lắc đúng không em? Anh nhớ này game lắc đúng không? Oh shit, như game lắc rồi. Hỏi trưởng. Không sao, nói chung là trong video này tôi đã có thể trốn thoát khỏi con Remastered và mở được cái màu trắng rồi. Thì cũng coi như phá đảo rồi đúng không? Ok, nói chung là video ở đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như bạn nào thích video này, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho mình cho kênh YouTube của CineLog. Bởi vì điều đó là miễn phí và rất nhanh nhạc với các bạn. Nhưng nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để được có thể làm nhiều video hay hơn cho các bạn cùng xem đó nha. Và nếu như bạn nào có bất kỳ thách hay bất kỳ tựa game nào trong Roblox các bạn muốn đâu làm, đừng quên để lại bình luận bên dưới nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.